đưa nghiệp ta về cõi hòa bình xuân lộc quyết xây dựng đường nơi mới đào tạo nên những chân nhân hầu mong ích giúp gia đình giúp xã hội và giúp bản thân hoàn thiện con người với tài năng giữa cuộc đời tương lai giáo hội chưa kêu mời ta đi tới dù đường xa lắm chân cay dù thời gian có nơi dài sẽ nên người toàn diện mai sau thực hiện phương châm thành người đau đớn với bộ kiến thức mơ mang công nghệ ngày mai đây có đi muôn hướng từ nơi đâu thì lòng vẫn nhớ trường hòa bình xuân lòng mến thương hòa bình xuân lòng vẫn luôn thiết tha vẫy gọi hòa bình xuân lòng quyết xây dựng đường lối mới đào tạo nên những chứng nhân lại giáo hội Chúa kêu mời ta đi tới dù đường xa lắm chông gai dù thời gian có lâu dài sẽ nên người toàn diện mai sau thực hiện phương châm thành người đau đớn với bộ kiến thức mơ mang công nghệ ngày mai đây có đi muôn hướng hòa bình xuân lộc quyết xây dựng đường lối mới đào tạo nên những chân nhân hầu mong ích giúp gia đình giúp xã hội và giúp bản thân hoàn thiện con người với tài năng giữa cuộc đời tương lai giáo hội Chúa kêu mời ta đi tới dù đường xa lắm chông gai dù thời gian có lâu dài sẽ nên người thành người đau đớn với bộ kiến thức mơ mang công nghệ ngày mai đây có đi muôn hướng từ nơi đâu thì lòng vẫn nhớ trường hòa bình xuân lòng mến thương thực hiện phương châm thành người đau đớn với bộ kiến thức mơ mang công nghệ ngày mai đây có đi muôn hướng và tôi còn biết bao ngỡ ngàng năm tháng dài việc học trên đôi vai mong đến ngày bước chân vào thế giới phút giây này lòng trào nỗi vấn vương vì từ nay phải bước sang ngôi trường nơi bao bọc và dạy tôi yêu thương tạo cho tôi đôi cánh vào đời ôi hòa bình yêu dấu nguyện luôn khắc ghi năm tháng nơi này ơn cô thầy tận tâm trao ban mỗi kỷ niệm cùng bạn bè thương mến đặt trong trái tim ôi hòa bình yêu dấu và tôi sẽ đi đi khắp muôn nơi mang trên mình hành trang đơn sơ
đi xây đời bằng một niềm tin mới. Tôi quyết dấn thân. Mỗi ngày nào chắc chắn bước vào trường, bạn bè bốn phương gọi tên nhau y ơi, chào nhau bằng nụ cười thật yêu thương, chắp cánh ước mơ đến từ khắp muôn nơi. Vậy mà giờ cũng đã sắp xa rồi, phải hướng đến tương lai phía trước thôi. Và lời cuối thật lòng tôi muốn nói, hòa bình dương lộc sẽ mãi ở trong tôi, hòa bình dương lộc sẽ mãi ở trong tôi. Mới hôm nào lòng còn bao hoang mang, bạn và tôi còn biết bao ngỡ ngàng. Năm tháng dài việc học trên đôi vai, mong đến ngày bước chân vào thế giới. Phút giây này lòng trào nỗi vấn vương, vì từ nay phải bước sang ngôi trường nơi bao bọc và dạy tôi yêu thương, tạo cho tôi đôi cánh vào đời. Cô thầy tận tâm trao ban bao kỷ niệm cùng bạn bè thương mến đặt trong trái tim. Ôi hòa bình yêu dấu, và tôi sẽ đi đi khắp muôn đời, mang chương mình hành trang đơn sơ, đi xây đời bằng một niềm tin mới. Tôi quyết dấn thân. Chào bạn, bao kỷ niệm cùng bạn bè thương mến đặt trong trái tim. Trong trái tim yêu dấu, và tôi sẽ đi đi khắp muôn nơi, mang chữ mình hành trang đơn sơ, đi xây đời bằng một niềm tin mới. Tôi quyết dấn thân. Thank you.
trưởng phòng gặp bằng nghề. Tôi đi mua 50 kg tư đi mà mình cho mình đến 5 kg nữa. Thank you.
trong tình yêu trong Đức Kitô cũng như trong niềm tin của những người Công giáo, tôi hy vọng rằng giữa hai nước chúng ta sẽ có những bước tiến bộ trong cái việc ký kết với nhau để chúng ta có thể đạt được mục tiêu mà chúng ta đã theo đuổi trong thời gian vừa qua. Và tôi sẽ cố gắng nỗ lực và cố gắng để phát triển cái dự án này và thành công ạ. 총장님과 총장님 그리고 많은 직원들과 직원분들
linh mục ở đây và các quý đại biểu ở đây, tôi tin chắc rằng dự án của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp. 1년 뒤에 일이겠습니다만은 좋은 결과가 있기를 기대합니다. Dạ, và tôi mong đợi có một cái kết quả trong vòng vài năm tới, một kết quả thật là tuyệt vời ạ. 네, 오늘 화제해 주셔서 고맙습니다. Dạ, và hôm nay có mặt ở đây là một vinh hạnh, một vinh hạnh lớn đối với chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn.
Thank you.
Thank you.
2025. Trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2020 đến hết tháng 4/10 năm 2024, thì trường cao đẳng và trường trung học sẽ phối hợp và cung cấp thông tin để viện trưởng sở nghiên cứu tiến hành hồ sơ xin dự án. Thì có thể là câu hỏi xin viện trưởng sở đi xác nhận bổ sung trên và những ưu điểm phía trường cao đẳng và trường trung học.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
te misericordiae, vita dulcedo, est ex nostra salve. A te clamamus, exsules filii ebe, gementes et lentes in the plenima rumpale. Ea ego ad vos andos convene, et Jesum benedictum ructum ventris sui. Exilium ostende, o clemens, o dulcis Virgo Maria. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
시간이 올 때 더 좋은 성지에 생각이 나게 되어서 너무나 힘들고 영광스럽게 생각합니다. chúng tôi được vinh hạnh được gặp quốc cha và rất là hạnh phúc khi mà chúng tôi được có chiêm ngưỡng được cái cảnh quan của đức mẹ có vú ở đây. 성모님이 우리는 차 안에서 우리는 참 신상을 세웠습니다. Dạ, khi trên đường đi lên đến mẹ của chú ở đây thì xe chúng tôi đã dừng lại giữa đường để có thể nhìn thấy bao quát cảnh quan mẹ của chú và chúng tôi đã chụp hình ở đây. Dạ, 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 mặc dù là xin lỗi cha đã đợi chờ chúng tôi nhưng mà vì quá mãi mê với cái sự chụp hình quá đẹp cho nên là 이런 소원 관리대학과 가톨릭상지대학교의 관계가 성모님께서 도와주신 것도 잘 이루어진 것이라고 믿는다는 이야기를 했습니다. 하나님의 도우심과 승리로 모든 일이 순조롭게 이루어지기를 희망하고 기대하고 기다리겠습니다.
Ha 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 ha.